Hội thi đã diễn ra sôi nổi với các tác phẩm ca múa và kịch nói đặc sắc, thể hiện sự sáng tạo và nhiệt huyết của từng đội thi. Mỗi tác phẩm đều truyền tải một cách sinh động và giàu ý nghĩa thông điệp hãy nói không với ma túy. Tệ nạn ma túy đã và đang hủy hoại cuộc sống tương lai của nhiều người, nhiều gia đình. Tuyên truyền giáo dục chính là biện pháp có tác dụng rộng rãi và sâu sắc nhất. Hội thi là dịp để đội tuyên truyền lưu động của các tỉnh giao lưu, học hỏi, chia sẻ những phương thức tuyên truyền hiệu quả của mình với các đội bạn. Sau hội thi, các tác phẩm sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện để áp dụng vào công tác tuyên truyền tại địa phương. Hội thi sẽ diễn ra trong 3 ngày. Lễ bế mạc và trao giải được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2013.